Vào sáng ngày 9 tháng 4, tại buổi họp quý 2 năm 2021 của Bộ Quốc phòng về cái tiến độ triển khai xây dựng sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sau khi tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai cái dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết vào ngày 5 tháng 4 2021, thì thông tin về dự án, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng cho biết, với chủ trương xây dựng sân bay lưỡng dụng phục vụ cái nhiệm vụ quân sự và dân sự, thời gian của Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng, đơn vị hoàn chỉnh các thủ tục để xây dựng sân bay Phan Thiết theo quy định. Quyết tâm đến hết năm 2022, chúng ta sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này để phục vụ cái hoạt động của sân bay Phan Thiết. Trả lời thêm về cái tiến độ rà phá bom mìn phục vụ thi công sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Đức cũng cho biết, vào tháng 1 năm 2021, ngay lễ khởi công thì lực lượng công binh của quân đội cũng đã triển khai khảo sát bom mìn phục vụ mặt bằng để xây dựng sân bay Long Thành. Dự kiến sau khi khảo sát năm 2021 và 2022, các đơn vị chức năng của quân đội sẽ rà phá bom mìn theo đúng lộ trình kế hoạch được đặt ra. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp thực hiện theo tiến độ chung, ông cho biết. Trả lời câu hỏi về tiến độ bàn giao đất quốc phòng để phục vụ xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết, các vấn đề quốc phòng đã được bàn rất nhiều. Quan điểm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là sẵn sàng bàn giao đất cho các địa phương để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, trừ những khu vực trọng yếu của quốc phòng. Tuy nhiên, trong thực tế, việc bàn giao và nhận mặt bằng của một số khu đất quốc phòng không đơn giản. Đôi khi, bên bàn giao sẵn sàng bàn giao rồi, bên nhận cũng sẵn sàng, nhưng quá trình bàn giao trong cái khu đất đấy có một số phần đất thuộc cái di tích, nhà lưu niệm liên quan đến các quy định khác của pháp luật, cho nên không phải chỗ nào thống nhất xong cũng bàn giao được ngay, ông Đức nói. Ông Đức cho biết thêm, những năm qua đã bàn giao nhiều số lượng đất quốc phòng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà các địa phương trên cả nước. Đối với Bình Thuận thì đang đẩy nhanh các tiến độ dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc, sân bay và cảng biển, nhằm sớm thực hiện hóa kế hoạch trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nhiều dự án giao thông trọng điểm chuẩn bị đi vào sử dụng. Sân bay Phan Thiết đã được khởi công vào ngày 5 tháng 4 2021 và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2022, sẽ đem lại động lực lớn để phát triển kinh tế của tỉnh Bình Thuận nói chung và phát triển du lịch nói riêng. Mục tiêu đẩy nhanh hàng loạt các dự án trọng điểm. Vài năm trở lại đây, Bình Thuận trở thành một cái tâm điểm thu hút nhiều nhà đầu tư vào du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng nhờ những nút thắt về hạ tầng đang được khơi thông. Hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông, đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không đang được hoàn thiện và chuẩn bị khởi công mới. Đang thi công cao điểm đó là dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây Phan Thiết. Khi tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian, có 1/2 thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng chưa đến 2 giờ đồng hồ đến với Phan Thiết. Đặc biệt, dự án sân bay Phan Thiết sẽ trở nên gần gũi hơn với du khách miền Bắc vốn trước nay yêu thích du lịch tại các vùng biển miền Trung. Vào tháng 1 năm 2021 thì sân bay Long Thành cũng đã triển khai khởi công, dự kiến cũng sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và chỉ cách Bình Thuận chỉ hơn 1 giờ di chuyển. Hệ thống sân bay thì sẽ giúp tỷ lệ khách quốc tế cao cấp đón các đoàn khách trong tương lai và thúc đẩy đưa Bình Thuận trở thành một cái điểm du lịch số 1 trong khu vực và thế giới. Nhưng năm qua, tốc độ tăng trưởng của hai chỉ tiêu cơ bản của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận là thu hút khách du lịch và doanh thu từ hoạt động du lịch luôn duy trì ở mức cao. Lượng khách du lịch tăng ổn định bình quân trong giai đoạn từ 2015 đến 2020 và tăng từ 10 12%. Đây thực sự là một động lực mới để các tỉnh Bình Thuận vươn lên xứng tầm du lịch quốc gia với 9 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế đạt tổng doanh thu 24.000 tỷ đồng vào năm 2025 và Bình Thuận sẽ trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận,
tỉnh này có khát vọng đến năm 2030 sẽ trở thành một cái thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu, một điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng đáng mơ ước cho các cái mục đích du lịch biển, giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và đặc biệt đó là du lịch hội nghị. Theo các chuyên gia, với tiềm năng du lịch đang có sẵn cùng hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, hoàn chỉnh sẽ giúp Bình Thuận có cơ hội bứt phá hơn, hoàn thành trước cái thời hạn mục tiêu dành cho du lịch đã đặt ra. Hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh cũng khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược như Novaland, Rạng Đông, các đơn vị vận hành quốc tế Movenpick, Novotel, Santana mạnh dạn góp mặt tại các tỉnh Bình Thuận này. Tỉnh cũng đã và đang thu hút rất nhiều dự án bất động sản du lịch với quy mô lớn, đầy đủ các tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, sức khỏe như Nova World Phan Thiết tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Nova Hill Mũi Né tại Mũi Né, Phan Thiết. Theo đại diện của Novaland, một nhà đầu tư chiến lược của Bình Thuận, Phan Thiết là nơi nổi danh với biển xanh, cát trắng và nắng vàng, đang có lợi thế về giao thông kết nối với các thành phố lớn trên thế giới qua các sân bay quốc tế, cảng biển và đường cao tốc. Nơi đây sẽ hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành một cái điểm đến toàn cầu. Các khu du lịch quốc gia Mũi Né có nền văn hóa Champa độc đáo, nhiều bãi biển sạch, đẹp và tự nhiên, khí hậu quanh năm thì nắng ấm, quỹ đất thì dồi dào và đa dạng, chi phí sinh hoạt thấp và đang được quy hoạch để phát triển. Vâng, vừa qua những thông tin Văn Học muốn chia sẻ với quý vị về cái thị trường của tỉnh Bình Thuận. Hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm tại Bình Thuận, quý vị có thể đầu tư, quý vị có thể vừa làm ngôi nhà thứ hai sinh lời cho quý vị. Để biết chi tiết hơn về những sản phẩm, quý vị có thể liên hệ Văn Học. Văn Học sẽ chia sẻ với quý vị nhiều hơn nhé. Hotline 0888 373 777. Văn Học cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe video chia sẻ này. Xin chào và hẹn gặp lại.